Xin chào các bạn. Thì để tiếp tục theo cái clip trước đây, cái clip vừa rồi đó các bạn, đó là 6 câu clip bolero mới trong lao thứ. Thì hôm nay tôi hướng dẫn tiếp là 6 câu clip bolero tông rê thứ nha các bạn nha. Thì thật ra nếu như các bạn nào có thể dịch chuyển tông thì các bạn cũng có thể suy ra. Tuy nhiên thì tôi sử dụng vị trí là vị trí ở ngăn cao, cho nên tôi cũng hướng dẫn luôn cái clip này là 6 câu clip ở tông rê ngân cao. Đồng thời một xíu nữa thì tôi sẽ nói các bạn, các để chỉ các bạn cách các bạn có thể quy về cái nốt thấp ở đầu cần đàn các bạn đánh nha, đối với những người chưa chơi được ngân cao. Rồi thì ở đây gồm 6 câu. Hai câu đầu tiên là hai câu clip về bậc 5. Bậc 5 là gì? Hôm trước thì mình là si do re mi, có nghĩa là một cái bài hát mà hát 3 câu xong cái nó sẽ kết thúc nghe nốt mi và nó ngừng lại một nhịp, thì mình sẽ đánh một trong hai câu đầu này. Thì ở đây cũng vậy, tông rê thì bậc năm của nó là gì? Rê mi fa son la. Như vậy thì đối với những bài hát tông rê, bậc năm là nốt la. Bài hát mà có 2-3 câu hát xong rồi đến cái nốt la, cái câu nốt la, nốt bậc năm nó ngừng một nhịp thì chúng ta sẽ đánh một trong hai câu này. Rồi bây giờ câu thứ nhất là nốt nó như sau nha. Nó là son vuốt qua rê ngăn 8 vuốt qua ngăn 10 dây 2 các bạn. Xong rồi ngón út mình sẽ bấm luôn nốt rê, tức là son la rê son. Đó là ba phát nha, hai phát son la rê son. Xong rồi bên dây đổi ngón tay, đổi qua ngón nhẫn bên lên kéo xuống, đó là 28 mũi tên lên mũi tên xuống, tức là nốt son này bên lên kéo xuống. Xong rồi fa rê son la, son la rê son, son fa rê son la. Làm lại chậm chậm. Rồi các bạn nghe lại ha. Rồi đó là câu thứ nhất. Lát nữa sẽ có ví dụ nha các bạn nha. Rồi câu thứ hai. Câu thứ hai thì phát đầu tiên mình đàn ngay nốt rê. Rê đô thằng rê mi fa mi fa son la son la si giang la. Như vậy ở đây chúng ta có tổng cộng là 11 nốt, 4, 3, 12, 13 nốt các bạn. 13 nốt thì các bạn đánh liên tục, bắt đầu từ nốt rê ngay dậm chân. Rê đô rê mi fa son la si la. Ở trong đó nốt đô là đô thăng, si là si giáng. Rồi các bạn nghe lại dậm chân nha. Làm lại. Rê đô rê mi fa son la si giáng la. Rồi đó là câu số chết nhầm các bạn ơi. Câu đó là câu 3 rồi. Câu 2 như thế này, câu 2 về nốt bậc 5 nha, nhầm nha. Rồi câu 2 chúng ta đàn như thế này. Các bạn có thể dùng cái thế này sẽ dễ hơn nè. Nốt rê nè. Vuốt cũng được. Hoặc là đàn rê son la rê si la son. Nốt son này rung lên. Rồi các bạn nghe lại. Các bạn nào bấm không quen ngón út thì các bạn dùng ngón nhẫn cũng được luôn.
rồi rê son la, rê son la rê si. Ở trong đây có nốt si ha, đó là nốt thanh vắng của trong rê đó, nó nghe âm hưởng dân ca đó các bạn. Rồi như vậy câu 1, câu 2 này ứng dụng chỗ nào? Như hồi nãy đã nói rồi, nốt bậc năm nè, thí dụ nhiều lắm các bạn ơi, ví dụ đi buồn tỉnh lẻ cũng có nè. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất. Đó, thấy không? Đó là cái bài đêm buồn tĩnh lẻ. Rồi hoặc là nói chung mình sẽ đánh một trong hai câu này nha. Các bạn đánh câu nào cũng được, câu nãy cũng được. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất. Đó, thì cái chỗ mất mất là nốt la nè. Tơ duyên xưa còn hay mất là nốt la nè, đó là gọi là nốt bậc năm đó, rê mi fa son la. Thì mình đánh một trong hai câu này. Không? Hay là một ví dụ khác. Hôm chia tay thì thấy giật anh bao đường tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi anh thường sao khi qua 10 giờ nữa anh sẽ đến thăm em. À, em trông chờ thân phúc bao đêm rồi không ngủ. À, không có, vậy là cái bài này không có rồi. Cái bài này nó không có. À đúng rồi, quên ba câu đầu đó. Ấm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Nó đó ha. Hoặc là hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. À, nói chung là hồi trước giờ tôi cũng dạy rất nhiều cái câu này rồi, còn hai câu này là hai câu mới thôi đó các bạn. Rồi đó là câu 1, câu 2 để ứng dụng đó. Các bạn thử đi nhiều bài lắm ha, để buồn tĩnh lẻ, hoa 10 giờ hay là tình đẹp mùa chôm chôm, nhớ mùa chôm chôm trước mùa chôm chôm, kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thấm. À, nồng thấm thấm thấm. Hôm trước có người hỏi tôi là làm sao biết đó là nốt bậc năm, thì nếu mà mình solo quen là mình nghe ra liền, còn nếu mình chưa solo quen thì các bạn có thể nghe thử, nó hầu như là cái thanh, nó là cái thanh sắc, thanh dấu sắc. Hay là con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dần tái tê, thì thanh sắc hoặc là cái thanh ngang không dấu tái tê tê ha. Thì nó sẽ đa số là như thế, thì mình để mình nhận biết ba câu. Tại vì thường thường nếu nó về tâm chủ nó sẽ là rề rề, các bạn hiểu không? Về tâm chủ nè, ví dụ ha, được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời, đời đời rề rề quyền quyền, huyền huyền dấu huyền các bạn. Đó, cái này cũng ba câu nữa, nhưng mà nó ngưng lại một nhịp, thì cái này không phải là ngay nốt la, không phải bậc năm, mà là nó tâm chủ luôn. À, tôi nói cái ví dụ này để cho các bạn biết, các bạn nhận biết đó. Còn mình solo vài bài thôi, mình sẽ nghe được cái nốt này thôi. Rồi, đó là câu số 1, 2. Bây giờ câu số 3 đây. Câu 3 này. Rê, rê, đô thằng rê, mi, pha, son, la, si, giang, la. Rê, đô thằng rê, mi, pha, son, la, si, giang, la. À, các bạn để ý nghe cái nhịp ha. Thì xong câu này mình phải nhồi cái bằng hợp âm bậc năm, la bảy hoặc là la trưởng. À, mình đánh nhanh nha. Câu này thật sự nó nhiều nốt nhưng nó không khó đâu. Đối với các bạn mới thì các bạn hãy chịu khó, các bạn tập từ từ. Ví dụ các bạn tập 5 nốt thôi. À, cho cái tay của mình nó lanh lên xíu, thuộc rồi bắt đầu mới chạy tiếp.
câu này nó dài nhưng thực ra nó dễ đánh, à nốt nhạc nó theo thứ tự dễ đánh. Rồi đó là câu số 3. Còn câu số 4 đây. Si giang la son si giang la, hai phát rồi đó. Cái nốt si giang là ngay dậm chân nha. Tiếp tục pha pha mi son pha. Rồi tiếp tục rê đồ thằng si giang là si giang la son si giang la pha mi son pha rê đồ thằng si giang là. À, các bạn có thể bấm la trưởng cũng được ha. Chỗ này các bạn bấm la trưởng cũng được, không sao cả. Rồi nghe lại, làm lại. Rồi như vậy là chúng ta có câu 3 và câu số 4. Hai câu này để ứng dụng cái gì? Ứng dụng cho những cái bài hát nào mà nó có rất nhiều đoạn, đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc, rồi đoạn cuối. Nhưng mà cuối đoạn 1 chưa về tông chủ, tức là mình chơi tông rê, thì nó chưa về tông rê đâu. Mà chưa về tông rê thì 99% nó sẽ là bậc 5, là la 7, la trưởng. Ngoài ra thì nó có thể là bậc 6, si giáng trưởng, hay là bậc 3. Nhưng mà bậc 3 và bậc 6 thì nó rất hiếm lắm. Mà kể cả nó về bậc 3, bậc 6 thì các bạn vẫn đánh câu 3 và câu 4 được nha. Ví dụ như bài nào mà về bậc 3 nè, bậc 3, bậc 6 nè. À, ví dụ như bài bài giả từ á các bạn. Lớp màu đài lồ buồn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa, lớn tâm tư đi vào đời vắng, cộng chung lối mang nỗi tiếc cho nhau. Đó, tình cộng chung lối mang nỗi tiếc cho nhau. Si giáng trưởng nè, bậc 6 nè, thì mình vẫn đánh câu này được luôn ha. Rồi, nhưng mà giờ tôi một ví dụ cho các bạn là cái bài khác. Ví dụ như cái bài gì? Con mãi nhớ hôm nào. À, bài đó bài tựa gì tôi quên mất rồi. Còn mãi nhớ hôm nào, đó là bài bài ca kỷ niệm, đúng rồi, đó là bài ca kỷ niệm các bạn ha. Rồi ví dụ nè. Còn mãi nhớ hôm nào, lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Nói vậy là 7 đó, thấy không? Còn mãi nhớ hôm nào, lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong cuộc giây được yêu. Đó, mình đánh câu đó xong cái mình chắc cái là tông la á nha, la 7 hoặc la trưởng. Các bạn nghe lại. À, lời chào nhau ban đầu, còn mãi nhớ hôm nào, lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong cuộc giây được. Đó, như vậy là cuối đoạn một nó không về tông chủ mà nó về bậc 5, là la 7. Rồi một cái bài ví dụ khác nữa, ví dụ như cái bài Cõi Nhớ đó các bạn. Cõi Nhớ nó có cái đoạn cuối của đoạn 1 là cái gì? Đuôi ông bắt bướm bên góc cành cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Đã đi vào cõi nhớ là nốt la đó. À, thì nó ngay hợp âm bậc 5 nè, hợp âm bậc 5 là la 7 nè. Đã đi vào cõi nhớ, như vậy mình sẽ đánh một trong hai câu hồi nãy. Rồi các bạn nghe lại nha. Tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ,
chức cái đoạn số 1 của một bài hát không về tâm chủ, về bậc năm, tức là la 7 đang nói tới ông rê la 7, thì mình đánh câu 3 hoặc câu 4, sau đấy mình chắc cái ở bậc năm luôn, mình qua đoạn số 2. Rồi còn lại câu 5 và câu 6 chính là hai câu này đều về tông chủ hết, có nghĩa là bài hát tông rê nào cũng nhất định phải ít nhất một lần về tông chủ, đó là cuối bài, thấy không? Thực ra nhiều lần lắm, thường thường là phải 2-3 lần trở lên. Thì hai câu này, một câu số 5 nó đánh giống câu số 4, chỉ khác hai nốt cuối cùng thôi. Câu số 4 hai nốt cuối cùng là gì? Si ác là, còn câu số 5 thì hai nốt cuối cùng là mi rê. À. Rồi các bạn nghe lại. À, con này cũng nghe hay các bạn nha. Si dáng la son, si dáng la fa mi son fa re do mi re. Rồi thì cái này là về tâm chủ mình biết rồi. Giờ câu 6 nữa đi, rồi mình ví dụ sao nha. Câu 6 nè, câu 6 đánh hơi khác, ngược lại với nó. À, câu 6 bắt đầu từ nốt la. La si an la son la fa son fa son mi fa, thấy không? La si an la son la fa son mi fa re mi đô thằng re. Nghe lại, giảm chân lớn lên cho các bạn nghe này ha. À, nghe lại. Rồi, à, ví dụ như cái bài đêm buồn tỉnh lẻ chẳng hạn, cái cuối cùng đó là gì? Em biết chăng tình lẽ đêm buồn, buồn là về trong chỗ ha, tình lẽ đêm buồn. À đó, tất cả những cái bài hát tông rê đều phải có chỗ về trong chủ. À hoặc là ví dụ mình áp dụng cái câu cái bài nãy lá thư cuối cùng đó các bạn cũng được, tại vì nó về trong chủ là mình đánh được nha. Hay là những cái bài nào mà về tông chủ các bạn thử đi, tất cả tông rê bài nào cũng có về tông chữ hết. À, ví dụ cái bài nãy là người yêu tôi đâu rồi, đúng không? Người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. À, đó là câu lít về trong chủ, câu 5 và câu 6. Thì tại vì nó cũng giống như ở cái tông la ha, cho nên là các bạn đã hiểu được cái chỗ ứng dụng của nó rồi. Bây giờ tôi nói về cái cách mà các bạn dời ra đây. Thì ở trong ký âm nó có nốt nhạc. Giả sử như cái câu này đi, giả sử cái câu vừa rồi đi các. Cái câu vừa rồi mình đánh cái câu số 6 nè. Đó là la si giang la son la, thì các bạn nào đánh ở đằng trong đây không được, các bạn có thể quy ra nốt đây nè. La si giang la son la, đúng không? Rồi tiếp tục gì, hòa son mi fa, rồi tiếp tục đó là rê mi đô thằng rê. À. À, mình đánh ở đầu cần đàn à, như vậy tất cả 6 câu này các bạn nào chưa thể đánh ở đây thì các bạn cứ quy nốt nhạc ra trên đây các bạn đánh thôi. À, ví dụ như câu đầu tiên nữa nè, son la nãy nói đây nè. Thấy không? Son la re son thì các bạn ở đây các bạn đàn nè, có nốt son nè, có điều là ở đây mình không bend được, nếu mình bend thì bend đây, nhưng mà thật ra thì đánh từ dây 2 trở xuống hoặc tệ lắm thì dây 3 các bạn mới bend nghe rõ, chứ còn đánh mà ở đây các bạn bend sẽ không nghe được đâu, nó rất là nặng,
mình bên không có lên cao ha. À, nếu mà các bạn đánh vậy nè. Đó thì nó lại là nghe không có đa, không có rõ lắm, cho nên mình có thể, hôm trước tôi nói rồi, cái nốt này các bạn có thể thay vì nốt son ben thì mình thay bằng nốt lá cũng được ha. Đó. Son la re son la son fa re la son lá đó. Đó. Thấy không? Các bạn có thể thay bằng câu vậy. Ví dụ ha. Đã lâu rồi đôi đứa tất đôi lời tơ duyên xưa còn ngày mặt. Mai thấy không? Mình vẫn đang bình thường ha. Các bạn chỉ do ở đây nó có cái có nốt bend cho nên các bạn quy đổi hơi khó chút, thì nó là son thăng son bend lên thì mình đánh thành son lá. Rồi, ví dụ câu số 2 nó là ra re son la re si la son la. Đó, nó nằm đây luôn nè. Thấy chưa? Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu năm thăm. Có một chàng thiếu niên. Thì cái đó là mình quy đổi từ nốt ở ngăn cao qua cái nốt ở đọc gần đàn, để cho các bạn cơ bản các bạn vẫn có thể tập được. À, như vậy là cái phần hướng dẫn là 6 câu lead bolero mới trong rê thứ của tôi đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt các bạn. Chúc cho các bạn tập đàn vui vẻ và sớm thành công nha. Tạm biệt các bạn.